Dạ em bất bình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ các bạn anh chị. Buổi sáng hôm nay thì bất bình sẽ cập nhật cái tình hình mà cái nơi mà giữ 12 ngày giữ chị Hà 12 ngày ở dưới lòng sông các bạn anh chị. Và sau khi thuộc cái cuộc tìm kiếm á, thì kiếm được một cái vật đó là cái xương chịch và một đoạn láp các bạn anh chị. Thì ngày buổi sáng hôm nay thì em cũng muốn truyền tải tới anh chị một cái chia sẻ của một người chú. Thì trước tiên thì em mời tất cả cô chú anh chị hãy nghe người chú này chia sẻ như thế nào về cái vật dụng đó. Thì sau đó thì em sẽ cập nhật tiếp tục cái tình hình ở tại sông Vàm Cống ha. Thì em mời tất cả cô chú anh chị cùng nghe. Alo, Dạ nghe à. cho anh hỏi bên cái kênh YouTube Bắc Bình phải không? Dạ đúng rồi. Tại bữa nay cưng còn ở dưới mà cầu ở dưới đó không hay là cưng về rồi? Dạ em mới chạy về chiều anh. Tại vì anh cũng coi kênh của cưng và kênh iTunes, nói chung là mấy kênh bên đây anh đều coi hết, nhưng mà anh có một chút trao đổi, anh em mình trao đổi tí xíu về cái vấn đề mà cái vật mà đem lên, là trong lúc này là mình chỉ nói là mình nghi ngờ thôi đó. Thì bây giờ anh em mình trao đổi như thế này, thứ nhất á là anh nói cho nghe nè, cái khi mình nghe đó là cái khúc láp là dài 4 tấc và lên giấy cùng với cái tiếng dịch, mà cân nặng có 50 kg, là cái đó là một điều quá vô lý. Đúng rồi. Cái thứ nhất cưng biết á, là anh là một cái xưởng làm tàu, Không, nhưng coi mà như khoan, em nói nè, cái 50 kg là chính miệng anh Cường nói chứ không phải là em nói, là đúng. cân là anh Cường anh nhìn thấy. Thì bởi vậy ý á, là anh nói cho nghe tại sao mà anh nói là phi lý, nhưng mà từ từ anh sẽ giải thích cho cưng nghe. Và anh cũng anh em mình trao đổi rồi á, là cưng á là cũng ghi âm cái đoạn anh em này mình á, là để cho coi như tất cả mọi người trên cộng đồng á là đóng góp một, đóng góp vô thêm. Tại vì á, là anh thấy đó là một cái điều phi lý, là phi lý á, là có một cái logic chứ không phải là không có nha. Tại tại vì sao anh nói như vậy? Tất nhiên á, là cưng phải nhớ rằng một ngày đầu tiên khi mà mình gà dính cái vật đó đó, thì là A Xin có lên kênh nói là có là cỡ 3 4 anh em là coi như kéo lên thử á, mà không lên được, không nhúc nhích được. Đúng. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai cưng nghe nói nữa nè, là tại sao mà khi mà cào á là vớt xác chị Hà, trong khi bữa đó đó là cào một cái vớt đầu tiên, đó là cái dây 10 ly mà nó đứt dây. Rồi bây giờ mình mới quay lại cái câu chuyện như thế này. Thì trong khi á là trước khi mà vớt cái vật đó lên á, thì tất nhiên trong cái đêm đó là ghe anh Cường bị chìm, và sáng lại cái phao mà để mình bỏ cái điểm đó đó nó cũng mất luôn, có đúng không? Thì bây giờ mình đánh vô một cái dấu hỏi đi, đó là quá trời đơn giản. Bởi vì cưng phải nên nhớ rằng á, là sau lưng của cái bọn này là nó có một cái thế lực, mà cái người Nó có một cái cái tập đoàn. có cái coi như là cái quân sư á, mà quân sư này á, là quân sư người ta á, là có một cái trí thức đó, người ta coi như những cái đường đi nước bước của thằng Tuấn á, bà Năm á, là cái đó là một cái con chốt thôi, nhưng mà cái trọng trọng điểm của cái quen biết của bà Năm á, đó là một cái á, là mình cần phải quan tâm đó, chứ không phải là mình nói cái vật mà mình đang nghi ngờ á, là vớt lên như thế đó, là cái đó chưa đúng. Bởi vì tôi nghĩ nè, cái xà lan á là 800 tấn thì nó chạy cái cây lát ít nhiều gì đó là phải nó từ 95 ly hoặc là 110 ly cây lát lớn á. Thì Đúng bây rồi. giờ cây lát Từ chín à mươi cây đến lát năm ngày. à cây lát đó đó là bây giờ ví dụ á là cưng đo 4 tấc
cưng bỏ lên cân đi, nó đâu dưới 50 kg đâu. Dạ. À, nổi một cái khúc lát mà 4 tấc thôi nha, anh cho là 4 tấc thôi thì anh cho nó thấp gì nó cũng là từ 30 mấy 40 kg rồi. Dạ. Rồi còn một cái trứng vịt á, bây giờ anh cho là cái trứng vịt nha, cái trứng vịt á ít nhất á là nó phải là từ 1m2, chiều rộng nó 1m2. Dạ. Mà nó phải là từ 4 cánh chứ không phải 3 cánh nữa. Nếu 3 cánh là từ 1m5 đến 1m8. Dạ. Thì nó kêu là chạy tay thỏ đó. Dạ đúng rồi, tại sớm có ông chú nói là nếu mà con nói là 3 cánh là không chính xác, nó là phải 4 cánh mới đúng. À đúng, xà lan đó là nó chạy phải 4 cánh rồi. Dạ. Bởi vì nó là 800 tấn, nó phải chạy là 4 cánh. 4 cánh là cưng nghỉ đi một cái trứng vịt, cái tầm cái độ nặng của nó đó không dưới 200 ngoài ký. Dạ, tại vì cái bữa đó là em ở xa em nhìn lại em thấy chỉ có 3 cánh thôi. Thì nó 3 cánh nhưng mà nói chung là chính xác này em không có chính xác. Tại vì từ nó đâu cho tụi em vô đâu. À, tụi rồi em đó. Đứng xa nhìn vô thôi. Thì đó, thì từ cái chỗ đó đó, tất nhiên á là nội, ngày cái từ cái bữa mà anh nghe mà chết được cái vật mà đang nghi vấn á. Dạ. Thì rõ ràng là anh có một cái hướng khác liền. Anh nói không bao giờ cái vật đó là đúng theo cái như ban đầu. Dạ. Yeah. Tưng phải nên nhớ rằng cái người nhái nó không cần là nó nhảy xuống ngay cái chỗ đó nó mới lặn lên được. Cái người nhái nó ví dụ nó muốn đi lại cái chỗ đó đó là nó ở đâu, ở đầu cầu Dàm Cống ở đằng kia đi. Nó đi lại đây nó di chuyển vẫn được. Yeah. Bình thường. Dạ yeah, rồi em hiểu, rồi em hiểu nha. À, bởi vậy á là Tưng phải nên nhớ một điều á là cái bây giờ mình còn nôn nóng, mình còn tức tối để cái vật đó là mình rõ ràng 50 kg là không thể nào rồi. Bây giờ mình cào, mình mò, mình tìm thêm cái vật nữa. Nhưng mà anh, theo anh nghĩ bây giờ đó, là những cái gì ở đó đó, là nó không còn nữa. Dạ. Yeah. Chắc chắn 100%. Dạ, 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 nhưng, nhưng mà anh tin tưởng một điều là anh tin tưởng cái gì? Anh tin tưởng là các chị mà bí ẩn, nói chung là anh em mình bí ẩn đó. Dạ. Thì cái chị đó đã lên tiếng nói một câu mà anh sẵn sàng, nói chung là tới bây giờ anh vẫn là tin tưởng. Chị nói là sẽ đi cho đến mục đích cuối cùng, dù nó là như thế nào cũng phải là chấp nhận. Dạ. Thì anh nói đây là một cái bước ngoặt đầu tiên mà để làm mà cho thằng Tuấn có thể là nó coi như là đây là còn một chút lòng thương mà cái lương tâm con người nó có thể nó ra đầu thú hay không. Đó, giống như bé Linh mà nói mà gọi một tiếng cha cuối cùng thì tất cả cái gì mà người ta không biết nữa. Yeah. Nhưng mà nếu mà nó đã cố tình như thế này thì cái bước thứ hai là cuối cùng có thể là vật một. Dạ, cái phương án là chỉ là phương án cuối cùng thôi. Đó, 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 đó là anh nói là không bây giờ cơ quan chức năng người ta tuy rằng người ta im như vậy đó, nhưng mà người ta đã biết hết trơn rồi. Dạ. Thì không chung, ai mà không biết đâu. Dạ, thì nói chung tụi em, các anh em ở đây á, là hy vọng là cái phương án cuối cùng nó không đến. Ừ, đúng. Dạ. Tất nhiên là tất cả mọi sự việc á là mình cũng không mong là chị Hà bà phải là chịu thêm một cái nỗi đau nữa. Dạ, đó rồi. Về cái thể xác. Dạ. Nhưng là nếu chị cũng phải chấp nhận để chi? Để tìm lại một cái công lý và tìm lại một cái nỗi quan của bà. Bà phải chấp nhận nhà. Và nếu mình không quật lên thì đó là một cái mà làm là cho chị Hà buồn thêm. Bởi vì bao nhiêu 90 triệu dân hiện nay là đặt lòng tin, phải không? Lấy lại công bằng cho chị. Mà nếu không tìm ra được công bằng thì tất nhiên chị phải buồn. Đó. Thì thành ra cái đó là chị Hà chấp nhận. Nhưng mà đó là cái mong của mình thương chị thì mình không mong muốn rằng là tất cả mọi việc đó nó sẽ xảy ra. Nhưng mà anh thấy bây giờ là phương án 2 có thể là xảy ra rồi. Bởi vì anh dám chắc rằng bây giờ là nó quá manh động kiểu đó thì anh nghĩ những vật chứng với đó không còn tồn tại được. Nó manh động tới mức độ đó mà còn gì nữa mà còn mà có cái là mình lấy cái vật chứng đó mà nó
phải làm liền á thì còn quả mai, còn mình neo tới 3-4 bữa, bởi vì nó kéo dài rồi á, thời gian bây giờ là cũng hơn 4 tháng nữa. À, rồi cưng thấy nên nhớ thêm một điều nữa nè, 3 năm bả lên cái kênh của Hồng Đức, của ai mới đây, của ai ta, Hồng Đức mà gọi điện cho, à rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, dạ. Hồng Đức, dạ. À thì bả có nói một câu cưng phải nên nhớ một điều nè, cưng thấy coi như là những câu bà Năm nói làm như giống như là đó là một cái chị Hà xui khiến bả nói thôi, thì nói ra để cho cộng đồng á, mình á là nhìn vào câu nói của bả thì sẽ bắt được bả sẽ đi cái nước cờ gì. Cưng phải nên nhớ một điều nè, dạ. Bả là nói mong rằng á, là cũng mong rằng lấy cái vật chứng lên đi mau mau để cho A Xin đi tù. Dạ. Vậy thì rõ ràng là bả có thể biết được cái vật chứng ở dưới là như thế nào rồi. Là biết có đúng không? Là biết cái đó là cái gì luôn. Đúng rồi, cưng phải nên nhớ một điều như vậy. Cưng phải dựa theo một cái lời nói của thằng Tuấn ngày xưa là nó nói như thế này nè. Ai tìm được xác của vợ tôi đưa 20 triệu. Và ai thấy nổi lên đưa 10 triệu. Tại sao hai cái câu nói này đều như nhau? Là chắc ăn như bóp. Cưng phải nên nhớ một điều như vậy là đó là một cái đó đó. Cưng phải nghĩ về chị Hà xui khiến bà nói đó. Thành ra anh á là kết hợp giữa câu nói của bà và kết hợp một cái hiện trường mà tụi Cưng á là đưa thông tin cho anh tham khảo, và anh á là có một cái suy nghĩ là vật chứng không bao giờ còn nguyên vẹn, cái đó là chắc chắn 100%. Dạ, nếu như cái vấn đề đó là tụi em thừa biết, nhưng mà nó bị nó kéo dài là 4 tháng rồi. Đúng rồi. Nếu như là nó đem lên từ cái thời điểm ban đầu thì tụi em khẳng định được, nhưng mà nếu bây giờ nó đã kéo dài 4 tháng là tụi em không bao giờ khẳng định được cái điều đó. Đúng. Dạ. Rồi á là anh nói thêm một cái nè. Cái cây láp mà dãy đó là chính cái người mà đi mua xà lan của ông Tính đó, là khi người ta đó là thật lại là không phải cây láp mà dài 4 tấc. Nghe, nó dài tới nó người ta nói là nằm để cặp bên cái hướng đi lên bên cầu thang bên phải luôn. Người ta nói rõ mà. Dạ đúng. Vậy thì tại sao hôm nay mà cái cây láp mà nó còn 4 tấc? Thì nói vậy á là cần thấy là nó tại vì á là trên cộng đồng mạng mình nó bắt dò theo những cái lời nói của mình mà nó dựng lại một cái hiện trường. Dạ. Yeah. À đó thì bây giờ là anh nói cái đó thì đơn giản quá, tôi đi mua mẹ nó dòng cái thứ mà đồ da chai đóng phế liệu đó, thì vô trong đó mua mẹ nó về rồi đó, dầm mẹ gì cái tụi này mà nó làm gì mà không được, tôi hiểu không? Dạ yeah, dạ yeah, nói em. Ừ. Thành ra là anh nói bây giờ là mình chỉ còn là hy vọng là chị quyền lực đó chị nói là đi cho đến cuối cùng là như thế nào thì cũng chấp nhận, là anh sẽ ủng hộ là cái lời nói và câu nói và ý nghĩa của chị, là anh nói là anh mong chờ cái ngày đó là để cho chị là thực hiện là cho 90 triệu dân của mình và được là coi như là thỏa lòng, chứ không để là một người như chị Hà mà chết oan ức như vậy. Dạ. Nhưng mà anh bảo đảm rằng cho dù như thế nào đi nữa thì chị Hà bả vẫn ngậm cười nơi chín suối. Tại vì sao? Tại vì coi như là 90 triệu dân hiện nay người ta đang đi tìm cái công lý cho chị Hà, trả lại công bằng, và coi như là tất cả cái gì là con chị Hà người ta cũng lo lắng này kia tất cả cái gì như vậy, thì chị Hà phải mỉm cười nơi chín suối. Còn nếu mà mình làm không ra lẽ rồi đó thì có thể chị Hà không ngôi ngoài được. Cái đó là anh theo anh như vậy. Thì nói chung là em cũng tiếp xúc với chị Bí Ẩn đó cũng mấy ngày, thì nói chung là câu nói của chị, cái câu nói này thì chung là em không thể nói được, nhưng mà em nói nha. Là giá nào cũng là tới cùng. À, em nói vậy chứ đúng rồi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì là nói chung là tất cả bây giờ cưng nghĩ đi. Mình là một người dân thôi. Mình còn là
thấy là tất cả cái sự việc ở bên đó như thế nào thế nào thế nào, thì tại sao cơ quan nhà nước người ta không thấy? Nhưng mà cưng phải nên nhớ một điều, cơ quan nhà nước làm việc là phải bằng chứng, vật chứng đầy đủ. Dạ, đó, người ta làm là tâm phục khẩu phục, chứ không còn nói là như thế này thế kia thế nọ. Nó nói như thế đó. Còn á, mà anh nói cưng á, như các tên cưng đồ chê lại Nguyễn rồi Hoàng Sáu, tất cả anh coi đều bên cái theo dõi, mà bên nói chung mình đựng bên chị Hà này, anh tất cả kênh nào anh cũng đều coi. Bởi vì á là mình coi những kênh là người ta đưa thông tin sự thật, người ta lấy cái thông tin sự thật người ta đưa lên để cho những người dân xa xôi không hiểu biết, coi như không biết gì chuyện đó, thì người ta lấy cái sự thật người ta đưa lên. Dạ, còn những cái thằng đi theo mà tính này kia cái nọ đó, anh nói cưng cái vụ án của chị Hà mình sáng tỏ ra rồi đó, thì những kênh đó cưng nghĩ còn ai thêm nữa hay không? Dạ. Tất cả cái gì cưng làm kênh hoặc là cưng làm cái gì, cái nghề nghiệp nào nó cũng là vậy. Dạ. Cưng phải hiểu được rằng lương tâm mình nó mới chiến thắng hết tất cả. Dạ. Mà cái lương tâm mình nó bị bán đi cho quỷ dữ thì không bao giờ cưng phát triển được. Nếu mà cưng có cơ may nào đó thì cưng chỉ trụ được một đôi ba tháng hoặc đôi ba năm thôi, đó là nhờ đức của ông bà ngày trước mình để lại. Còn nếu qua hết cái thời đó rồi thì mình sẽ coi như là một người trắng tay. Yeah. Bởi vì là anh chúc cho mấy cưng là mình phải đi một con đường chính như vậy, dù gian nan cực khổ như thế nào, nhưng mà anh bảo đảm với cưng rằng là nếu cưng là làm cái kênh, khi mà vụ án của chị Hà xong xuôi rồi, cưng sẽ thấy những người mà người ta bây giờ người ta đang khán giả nè, càng ngày càng là ủng hộ, càng ngày càng những kênh của tụi cưng rất là nhiều. Dạ. Anh theo dõi anh biết chứ. Dạ. Đó. Thành ra là anh cũng mong rằng là mình cỡ nào cỡ là đi một con đường chính, dù nó có là thách đố hoặc là như thế nào đó, mình coi như là những cái đó giống như là chó sủa ma, mình không cần trả lời, không cần biện minh. Vì sao? Vì trong lòng của khán giả, mình đã được trong lòng của khán giả thì không cần biện minh với mấy mày. Bởi vì tao nói ra tao biện minh với mấy mày chẳng khác nào tao dạy mày, không cần đó. Thành ra là anh cũng mong rằng là cái lời nói của anh là đưa tới cho A Xin lúc này đừng nóng giận nữa. Không cần. Mình làm những việc gì là lương tâm mình biết. Đó. Rồi 96 triệu dân này biết là đã đủ rồi. Yeah. Còn những cái thằng cốc ken nó không cần. Nó nói gì nó nói, mà nó nói nó làm được không? Yeah. Đó. Cưng nghĩ đi, bây giờ cũng như cái lúc mà nói và đặt cái vật chứng ở dưới dòng sông đó, cưng thấy có thằng nào lợi không? Cái thằng nào bên nó mà lợi đó đó được tác nghiệp không? Dạ. Đâu có đâu. Rồi dạ. Ngồi nhà ở sủa ma đó, cũng như nông dân hoặc là nông dân rất học, rồi nông dân gì đi tìm gì sự thật gì đó, nông dân săn tin săn tin gì đó. Mấy thằng đó là mấy thằng khùng, mấy thằng đầu óc á, mà đầu óc đó là đầu óc của con tôm với con cua. Yeah. Cưng có hiểu á, tại sao mà anh nói cái đầu óc tôm cua không? Bởi vì cái đầu óc tôm cua đó là cái đầu nó là cứt nó trên đầu không à. Nó không có não. Yeah. Nó dồn chung con chỗ à. Thành ra mình không cần trả lời, không cần biện minh những cái thằng đó. Đó. Yeah. Mà ngược lại cái thằng đó lại dám mà chiêu chọc với chỉ đại nó thì thôi lại luôn rồi. Bó tay nó thiệt chứ. Thì không biết nó được nhiêu tuổi, tuổi gì. Dạ, thì hôm bữa chị Đại cũng có lên tiếng rồi. Ừ. Mình á, là mình á, nói chung á, là mình đứng trên một cái cương vị làm một cái kênh YouTube. Mình nói không phải là giữa mình và một người khác nghe. Mình nói tới 90 triệu dân nghe, mà không phải là trong nước mà ngoài nước người ta đều nghe. Dạ, thì thành ra tất cả mọi cái gì mình nói đó là phải có đâu đó nó có một cái logic, mình đừng nói là sai với sự thật thì không có gì là mình sợ hết. Còn mà thường là câu like câu view rồi đi mà nói sai sự thật
rồi lấy cái này đẩy lên cái chuyện kia, đó là một cái là cái những cái kênh đó đó là bảo đảm với cưng không bao giờ tồn tại. Yeah. Bởi vì khi người ta biết ra cưng là một người là không thật rồi ai mà theo cưng nữa. Yeah. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Ví dụ như giờ tại vì ví dụ như anh nói ví dụ giờ cho Bình Tấn đi, nhưng mà Bình mình phải đưa ra cái câu chuyện cho nó ru rít với nhau. Đúng. Chứ không phải là mình đưa ra cái câu chuyện mà cái người cộng đồng mạng người ta không hiểu biết mà người ta nghe được, người ta hiểu biết là cái đó là nó không ru rít, là tất nhiên là mình cũng như là mình đưa những cái đó là nó sai rồi. Đúng rồi, bây giờ anh hỏi từng cái nè, bây giờ anh không phải là anh nói là không cho Bình Tĩnh à, hoặc là tôi đứng đây tôi không binh bên chị Hà mà không binh bên Bình Tĩnh, nhưng tôi đây là tôi nói lên những gì anh Tấn nói và gì Năm nói và gì Mười nói. Tôi nói đây là cho tất cả cộng đồng đó, người ta có quyền bình luận, người ta có quyền nghi ngờ, chứ tôi đây tôi chưa bao giờ đứng về một phe nào. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nói là chỉ nói một chiều. Ủa vậy thì bây giờ nói hai chiều là nói sao? Bây giờ tôi nói đây là tôi nói là những việc gì anh Tấn nói ra thì tôi nói lại cho bà con nghe. Bởi vì bà con không nghe được những lời anh nói thì tôi bắt buộc tôi lên đây tôi nói những lời anh cho những bà con khán giả ở xa người ta nghe. Và người ta thấy đó, người ta bình luận và người ta nghi ngờ là đó là quyền của người ta. Còn tôi đây là một người dân YouTube cũng như đưa là đưa truyền thông. Đó, tôi đưa những cái gì sự thật. Tôi đâu có gì tôi sai với anh đâu. Dạ đúng rồi, tại mình nhìn được cái gì, mình thấy những cái gì thì mình đưa cái đó. Đó. Dạ. Đó, thành ra là có những ông mà nói chung là anh nghe chứ hả? Có những ông mà lên chửi những kênh YouTube nào là ừ mày là chỉ theo một chiều rồi mày nói một phía này kia kia nọ, đó là những thằng không hiểu biết đó. Mà nếu mà nói một chiều á thì nó quay lại á, nó hãy nói những cái thằng á mà đang đi theo ông Tấn á, đó là mới nói một chiều đó đó. Cũng như thằng Phạm Nam nè, thằng nông dân nè, rồi nào là kinh bánh mì gì đường phố gì tù lưu đó, mấy kênh đó đó. Dạ. Đó, quay qua nói đó, đó là một thằng không hiểu biết, mới nói là một chiều. Còn bây giờ như thằng Phạm Nam mà nó nói là nó là làm việc nhà nước học luật gì. Bây giờ anh hỏi tôi một cái nè, nói mà cái luật mà nó còn không hiểu á, người ta cũng như cái anh kia nói á, là bây giờ thằng Tấn á, là trong cái tình nghi số 1. Đối tượng tình nghi số 1 mà nó không cho là đối tượng tình nghi số 1 mà nó cho thằng Tấn là liên can, người liên can. Vậy thì bây giờ người liên can, vậy thì anh đã biết được á, thằng Tấn này có tội rồi nè. Bởi vì á, nếu mà liên can thì trừ khi thằng nào cùng với thằng Tấn mới là người liên can, vậy thì nó là một người á, là ra tay với chị Hà, có đúng không? Dạ. Bây giờ ví dụ anh với Cưng là hai người bạn đi ra ngoài đường, thì ví dụ anh giết người thì Cưng là một người liên can cùng anh đi lại đó gây ra một cái tội, thì Cưng là người liên can, có đúng không? Vậy thì cái thằng mà giết chị Hà là thằng nào mà nói là thằng Tứng là người liên can mà không cho là người ta tình nghi? Người ta tình nghi là lúc đó chưa có tội. Dạ. Anh nói nè, ông nói chung là ông không có hiểu biết gì cái gì là gì luật hết. Cái đối tượng với cái người tình nghi á, là thì nói chung là mình nói chỉ nói có cái âm thôi, nhưng cái suy nghĩ nó không có gì khác nữa. Nói cái ông Phạm Nam này nè, nói thật cho mà nói, giống như là không biết là có ăn tiền Tấn hay là không, ổng nói chuyện nó bất chấp, ổng nói chuyện là ta đây giống như là hiểu biết nhiều, nhưng mà nói thật cho mà nói còn thua cái thằng Dữ Châu. Trước khi anh ngồi anh phát ngôn ra, anh phải hiểu được á là cái từ đó là dùng cho như thế nào, đối tượng là sao, tình nghi là sao, rồi á là liên đế là sao, liên can là sao, phạm tội là sao. Anh phải hiểu hết những vấn đề đó, anh phải lên đó anh ngồi anh cắt nghĩa. Còn bây giờ tự nhiên mà chưa có là điều tra ra là thằng nào là
cầm đầu rồi thằng nào là liên đế gì hết trơn, mà ổng nói là thằng Tấn là bây giờ là nó là chỉ cái liên can. Ủa liên can vậy thì ổng là đã biết người là phạm tội rồi. Dạ, có đúng không? Dạ đúng vậy rồi. Vậy thì bây giờ cái thằng phạm tội là thằng nào? Lôi đồ ổng. Ừ. Thì thằng, đúng cái không? Thằng cái thằng liên can thì thằng liên can với thằng tình nghi nó đâu khác gì nhau đâu. Trời ơi trời. Vậy phải chị nói... phải chị ông nói một câu này là công nhận cái thằng bị cáo và thằng nguyên cáo á, thì cái đó mình không biết đúng cái đó mình không biết được đúng còn cái này thằng nghi can với thằng liên quan thì hai thằng nó như nhau rồi nói gì đâu mà nói còn thằng nông dân thất học thì thôi đừng nói tới nữa, anh đã chửi nó hết một clip rồi. Yeah. Còn á là cái thằng mà nông dân gì đi tiền sân tinh gì đó. Yeah. Cái thằng đó anh á lúc đầu anh nghĩ nó là cũng là hai thằng đó là một thằng. Anh chửi yeah. cùng một clip luôn nhưng mà yeah. sau này anh mới biết á là hai đó hai người. Thằng đó là hai kênh. Yeah. Nhưng mà rốt cùng á hai thằng anh nó ngu như nhau. Dạ. Yeah. Nay á là nó nói chị Hà nào là phóng xuống xong á là bị giọt bẻ rồi nào là này kia. Anh thấy có nhiều người lên là đã chửi nó và đã cho nó biết những vấn đề đó rồi. Anh cũng không có muốn mà chửi nó thêm. Dạ. Dòng cái thứ mà ngu mà làm cái giọng mà ta đây là có học. Nói trước khi một con người mà muốn bị dở bẻ, trừ khi mình lội một cái thời gian nó lâu. Nhất định. Nó lâu là một. Dạ. Thứ hai là con người mình phải ngấm nước. Là lúc đó đó là mình mới có cái sự... giống như là bị dợp bẻ hoặc là đuối nước là trong lúc đó. Con này tự nhiên mà phóng xuống làm cái hù cái mắt tiêu dợp bẻ dòng tàu lao còn là nó nói là có rượu trong người rồi thành ra là chị Hà là không bị trình trong miệng giữ hơi ấm 12 ngày. Bây giờ anh nói dòng cái thứ khùng không, bây giờ tao cho mày thí nghiệm mày bắt con chó đó mày đổ cày một bụng rượu đi rồi mày trắng nước nó trong vòng á là 3 ngày thử nó xình lên nó thúi không, mày nói mày giữ hơi ấm. Dạ dòng nó đứng khùng thứ ngu mà nói chuyện nghe thấy ghét. Dạ em cho nó đem vô ngăn đá của tủ lạnh bỏ 3 bữa rồi xách ra trong vòng 2 tiếng hồ nó hôi cả làng luôn. Bởi vậy là nó nói á, bởi vì anh có nhiều khi anh cũng khắc cười, còn những cái thằng ngu mà đi lên bình tĩnh để cho thằng bà chửi không. Dạ. Còn đàn bà chửi rồi chửi nói chửi xối xả luôn. Dạ. Thì em nói anh em mình người đàn ông mà mình ra xã hội mình biển lận mà để cho đàn bà chửi một cái là cũng như là đàn ông này dùng rồi bỏ rồi đó. Dạ. Thành ra anh thấy là đàn bà chửi anh đâu có cần chửi nữa đâu. Dạ. Anh nói mấy anh mày mà bị đàn bà chửi rồi thì mấy anh mày hết xài. Dạ. Bởi vì là anh thì thấy những cái thông tin ở dưới như vậy thì anh mới là điện tin để trao đổi anh em là có một cái góp ý như thế đó. Rồi anh em mình là tự coi như là suy nghĩ của mỗi anh em mình hầu như là đã biết hết rồi chứ không phải không biết. Dạ. Nhưng mà có cái là mình phải đóng góp cho anh em. Rồi anh em là càng nói chung mỗi người một ý mà. Dạ. Có nhiều người nhiều ý thì nó góp lại nó thành hay hơn. Dạ, đúng. Nhưng mà theo những gì anh nói nãy giờ là hầu như là kinh trong tâm của kinh nó cũng hầu như là có nghĩ tới chứ không phải không có. Dạ có. Dạ thì những dạ. gì anh nói bây giờ nói chung là cái suy nghĩ của em là hết là 90 đó. Dạ đó, bởi vậy mình thì mình không có đi tới nơi tới chỗ nhưng mà thấy mấy anh em tác nghiệp như vậy á thì mình mới trao đổi với mấy anh em tại cái nơi tác nghiệp á. Dạ. Và để là mình mới nắm cái thông tin chính xác rồi mình mới là coi như là mình mới có một cái kết thúc ở trong dạ. cái đầu mình đang nghĩ gì. Dạ thì cứ như là mình có cái nhìn mà khách quan cho nó gì đó. Ừ. Dạ. Ừ. Rồi vậy đi anh em mình nếu mà bữa nào anh thấy có cái gì anh em mình trao đổi tiếp. Dạ dạ rồi em cảm ơn anh.